Và tối nay thì hai chị em cũng sẽ gửi đến anh chị rất nhiều bài hay anh chị ơi. Và anh chị hãy ở đây cùng hai chị em nhé anh chị nhé. Ok, đang hát về cảm ơn tình yêu, người yêu được các thứ. Rồi bây giờ mình bây giờ mình cưới luôn đi đúng không ạ? Ok. Hôm yêu là phải cưới luôn đúng không? Anh chị bảo là thích nghe nhạc đám cưới, nên là hôm nay toàn đám cưới cho anh chị thôi được không ạ? Hết dịch rồi, cưới nhau thôi các anh chị ơi. Tổ chức thôi ạ. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói nghe ngài hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Wow, năm mơ ngày làm thơ, thương rồi nhớ mặt cửa sau lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xui, rượu bia chia láng chứ tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sao có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong
xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bươm mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về kế tình trăm năm. Hey, hôm nay là sao băng giống cô dâu nha. Phải không? Có cưới không? Để kiếm theo cái gì đó chụp vô sau lưng ha. Yêu là cưới. Tiếng nhạc sắp xinh, không khí tân hôn linh đình. Linh đình ai cũng xin xăm đôi mình, okay. Nhìn tụi nó tinh bể bình. Wow. Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia 50 lon. Động phòng ân ai là quốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui à. Dù lo mần ăn không là tiêu, anh em chỉ còn nữ rú chơi bời tôi còn vợ yêu. Đến ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới đón em về kết tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đầu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi răng lòng bạc đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn có anh. Thêm một câu, khi yêu là cưới à. Một ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới đón em về kết tình trăm năm. Có hai đứa em về kết tình trăm năm không thì anh chị cho rước em về làm dâu ạ. Hay làm nè, hay lại hơi ngạch mũi xíu nhỉ. Cảm ơn anh Trọng Hiếu. Hôm nay sẽ toàn là những ca khúc mà liên quan đến đám cưới đấy anh chị ạ. Nghe cho nó vui nha anh chị. Và ngay sau đây là một ca khúc gì nữa đây hả chị Shabang? Bài gì ta? Cái bài mà các chị hay yêu cầu lắm này. Bài gì mà tặng cho anh chị vậy? Liên quan đến yêu thương đi, đúng không ạ? Anh chị yêu thương mình thì mình cũng phải yêu thương anh chị tới bến luôn, đúng không ạ? Ê, gì nhắc vậy? Tự nhiên nhớ tới bài Thương Nhau Tới Bến lâu lắm mà không hát. Cũng liên quan đến anh chị nhờ. Bây giờ hát, lại biết hát bài đó không? Không biết hát nhưng mà vẫn thích hát anh chị. Bè nhờ. Theo ha. Ok, okay. Luôn. Sao băng hát chính nhận lấy hát phụ được không ạ? Ôi. Để lại ăn bữa cỗ thôi, không lấy cát xê đâu. Ăn bữa cỗ với lấy quả phần nữa là được, đúng không ạ? Ê, hát bài này không? Bài gì vậy? Nếu yêu hả? Thôi hôm nay là ngày của Sao Băng. Sao Băng hát tặng anh chị đi, được không ạ? Một đứa nữa. Chứ tôi hát hết, tôi hơi mệt đi cô ạ. Mình không nhớ bài này mấy đâu. Cứ hát đi để em nghe nhá. Okay. Em bè cho được chỗ nào gạch mày. Hey. Ok không ạ? Đêm Huyền Diệu biết không? Cái gì yêu cầu bài Đêm Huyền Diệu? Hey. Có Linh hay hát lắm. Các chị ơi, mọi người một like một chia sẻ nha. Tình như thoáng mây, để cơn gió cuốn trôi bao ngày. Tình sao trong phai, đêm anh ta ôm sầu đắng. Ngày nào còn thấy môi em cười, giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi. Nhớ anh em vẫn thầm nhớ. Hey. Anh về bên anh chưa quên câu thề. Câu thề xưa, lời yêu đắm say mình đã cho trao ngày ơi. Ngày nào còn có anh bên đời, giờ chỉ là giấc mơ xa rồi. Nhớ ai em nhớ suốt đời. Yeah. Bằng bằng. Kiếp này em gả cho anh, hát kè hát kè. Dấu yêu ngày xưa này anh. Bao nhiêu ạ? Cần một bữa cỗ đây chị ơi. Inbox cho tụi em nha các anh chị. Nhắn tin riêng cho tụi em nha. Vấn đề nó hồi tế nhị một xíu. Một mai nhé anh,
về bên ấy chưa quên câu thề ngày xưa, lời yêu đắm say mình đã cho trao ngày ơi. Ngày nào còn có anh bên đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ anh em nhớ suốt đời. Dấu yêu ngày xưa ngày anh có nhớ không? Vâng anh đợi em ngày đêm vẫn nhớ mong. Thoáng nghe hồn chơi vơi khi tình đôi ta đã xa. Còn đâu dấu yêu ngày xưa vì sao anh đã quên? Vâng anh đợi em ngày càng nhung nhớ thêm. Thoáng nghe hồn bâng khuâng mơ hình bóng anh về. Bà sung quá, bà hát nhiều quá nên là bà ấy hơi mệt anh chị ạ. Hôm nay là ngày của mình mà mình xõa hết nấc đúng không anh chị? Ê, các anh chị vừa mới yêu cầu cái bài gì à? Đêm huyền diệu. Chào anh Duy Kinh, Duy Kính hay gì đây? Duy Kính. Chắc vậy, em không nhìn rõ đâu. Anh Duy Trinh dạo này đang có một chút công việc anh chị ạ, để chuẩn bị gửi đến anh chị những sản phẩm mới nên là anh chị chờ đợi nha anh chị nhá. Xin phép Linh em hát thử nha. Không hay đừng cười. Ông cũng được mà, quan trọng máu lửa đúng không anh chị? Quan trọng là thần thái. Quan trọng bài này hát nó vui đấy anh chị nhỉ? Sung đúng không ạ? Hai nàng tố nữ xinh quá trời. Cảm ơn chị gái. Dạ cảm ơn tất cả các anh chị. Các anh chị nó mặc màu trắng đẹp cho nên em lựa màu trắng để mặc không? Tốn từ mớ tiền mua đồ trắng chứ bộ. Là các anh chị biết em chiều các anh chị có nào. Cảm ơn Hoa Sương Rồng. Không được buồn quẩy lên nào, đúng rồi ạ. Gặp em Lệ và Sa Băng là không có buồn được anh chị ạ. Cứ phải cười tươi và phải sung lên đúng không anh chị? Mà hôm nay thì là ngày mùng 1 nữa, ngày đầu tháng thì mình phải vui này, để cho cả tháng mình may mắn và mình gặp những cái điều mà vui vẻ đúng không anh chị? Ok, chị Minh Hòa một tăng cân mộc đà này. Anh chị cần gì thì anh chị cứ để lại số điện thoại được không ạ? Tuy là chúng em hát nhưng mà chúng em vẫn để ý được comment của anh chị đấy. Thế nên anh chị không lo là mình bị trôi comment đâu ạ. Hát bài Ai Chung Tình Được Mãi. Ở trong tình mãi buồn lắm. Số đông là bài gì vậy? Hôm nay sao băng tặng chơi bài lạ lắm em Lệ. Trước kịp phát sóng. Cái bài này bài của bà Linh ấy. Chào chị Khánh Ngân ạ. Ok, như trực tuyến. Một mình chọc hết. Hai đứa mình rồi, hai đứa chọc hết. Ok anh Thành. Ê, chị bé ơi, chị bé ơi. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà xa phố phường vắng. Tình sầu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ xa đi phương trời, biết đâu trên đường bạn. Giây ban đầu ngại ngùng bước chân buồn em đã xa vắng rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông tình yêu giá băng vào nơi cuối trời. Nhớ sầu đông còn đến bao giờ. Hey! Mày này lạ quá, mày sầu đông quá, cái chịu cầu nhiều tiếp mà cứ tưởng lệ biết hát thì bấm luôn sorry bé. Luôn hồng luôn. Cảm ơn chị Thu Hằng ạ. Hey! Chắc hết. Chắc hết. To mồm đấy nhờ. Sao bằng được cái to mồm đấy. Tí anh chị công yêu cầu nhiều không hát nổi là chết đấy nhá. Tàu về quê hương.
đêm em hồng phai, đêm em bằng sắc, bằng sắc. Con đen rủi là một kiểu mốt một hợp nhé các chị ơi. Cảm ơn anh Tuấn ạ. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương, về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo. Gọi là lấy vía anh chị truyền năng vía, lượng cho chúng vía. Em dạ. Để vía. Cả tháng chúng em live stream nó mạnh mẽ và nó may mắn anh chị ạ. Phùi phùi vía. Xin vía anh chị. Hôm nay hai đứa okay, vui lắm các chị. Tại vì hôm nay vui cả ngày. Dạ, đúng rồi, hôm nay là rất là vui. Đúng không ạ? Chị Huyền ơi. Ê, ngày em ra đi chúc chị nhanh khỏe nhá. Ngày gì? Ngày em ra đi em mang con tìm hành lý. Thì cứ hát đi, em hát được đoạn nào thì em chơi thôi. Ồ, hôm nay tự nhiên mình lại hát mấy cái bài của Bích Linh không? Linh nhập hả? Linh nó lại hát của mình rồi. Bây giờ mình lại mình hát. Đổi đúng không ạ? Mình cứ thử đúng không anh chị? Em mới chỉ nghe Linh hát thôi, còn chưa không biết có hát được không? Trên sân ga tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa em buồn, lệ em rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa ý. Chẳng con đường vui, đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về, đường xưa mưa rơi âm thầm.
cầm. Ngày em ra đi. Vừa hát vừa mò anh chị ạ, không biết hát đúng không? Đúng à. Dạ em cảm ơn Nhánh Lăng Rừng, cảm ơn tất cả các chị nha. Cứ làm tóc lên là khen là thích lắm. Em trồng đồng 209 chị ơi, mua 2 tặng 1 nha chị. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý. Nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau mắt lệ ngàn lời biệt ly. Chiều trên sân ga tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa em được, lệ em rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Hay quá. Nhạc sĩ Phó Đức Phương ạ. Theo yêu cầu của anh chị, một like một chia sẻ nha. Alo. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm mi lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu xuống dại nắng, khuyên chờ nghèo lều tranh mái siêu, kìa dáng ai nhớ dáng chị dáng mẹ. Về đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi giáo diều chơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Nương qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về. Có rất nhiều anh chị hôm trước hỏi em là Nhật Lệ đã có kênh YouTube hay chưa, thì em đã lập kênh rồi anh chị nhá. Kênh của em sẽ là Nhật Lệ Official và anh chị hãy vào kênh của em nhá, cũng như là vào kênh của
Sa Băng Singer để ủng hộ cho hai chị em đúng không ạ? Ai làm cho cái ảnh tiền? Em tự làm á, nó chưa có gì đâu, nhưng mà rất cần những cái đăng ký cũng như là ủng hộ của anh chị để em có nhiều cái năng lượng hơn anh chị nhá. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm mi lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dại nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kia dáng ai nhớ dáng chị dáng mẹ. Về đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ. Nương qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về. Ta về đâu? Nương qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương. Một ca khúc về Hà Nội. Hà Nội vắng những cơn mưa. Chắc là mùa này rồi nhỉ. Mùa này Hà Nội không mưa đúng không? Băng rồi, Hà Nội đang lạnh kìa. Ô bụng to lắm hả các chị? Chắc chịu ăn dữ dằn quá nè. Sếp mua quá cho đồ ăn luôn. Hà Nội mùa này cánh rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường cũng như xưa, chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán khóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Hà Nội đang lạnh lắm anh chị ơi, gửi chút nắng ấm về cho anh chị đi ạ. Anh chị đắp chăn nghe chúng em hát là cũng đủ ấm với anh chị nhỉ. Ở miền Nam cũng sẽ lạnh thôi, nếu mà bọn mới lạnh thật lạnh một chùm mền răng em nhỉ? Em đang nhớ cái cảm giác lạnh ở ngoài Bắc anh chị ạ, bởi vì lâu mình không được lạnh nhá. Nhưng mà có cái lạnh nó lại rất là hay nhá, xe lạnh ấy. Đi Sa Pa hả? Bữa nào hai đứa mình trốn đi Sa Pa chơi không? Có một cảm giác rất riêng đúng không ạ? Hà
mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp, đường cô như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này đến Hồ Gươm nhá. Chị được ra Hồ Gươm Hồ á. Nhớ. Gió mà hát nhiều. Có anh chị nào ở Hà Nội không ạ? Chắc là cũng đông anh chị em mình ở Hà Nội đúng không? Hôm trước em thấy nhiều anh chị 29 điểm danh lắm. Cảm ơn tất cả các anh chị ha. Các anh chị vừa nghe qua một sáng tác rồi. Còn... à, em cũng tính hát bài đó nhưng mà sếp nói thôi bây giờ nó đã vượt qua những cái đợt đó rồi, hát chi nữa. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng ai đưa tôi qua đò. Ngõ mướn dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đang trâu chậm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ, và một dòng đó đưa vẫn neo đầu bên xưa. Bốn phương trời nay về sông quê tăm man, sông Lam biệt khi mô cho cạn, đục trong nhục vinh hỡi người. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân chân. Cây đến thì chỗ hoa, chuyến đò đầy rời bên, em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy. Hát lại dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi, điệu buồn và điệu thương sao cháy lòng đến thế. Sông Lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi. Sông Lam biết khi mô cho cạn, người ơi đục trong câu hát chảy lòng. Hình như ca khúc này là cũng của xứ Nghệ phải không ạ? Dòng sông Lam.
chắc là có lẽ là em cũng có duyên với lại những ca khúc dân ca của xứ Nghệ. Ôi, các anh trai xứ Nghệ nhìn thấy nghĩ sao về Nhật Lệ nè? Các anh trai ở không hợp với giọng của anh chị. Bài đầu tiên em hát anh chị nghe tạm anh chị. Dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi, điệu buồn và điệu thương sao cháy lòng đến thế. Sống lắm biết khi mơ cho cạn, như tình quê hương trong tôi. Sống lắm biết khi mô cho cạn, người ơi đục trong nhục vinh hỡi người. Bà Băng bà cười làm em mất hứng em hát rồi anh chị ạ. Chữ hôn tôi bên quê neo đậu, người ơi cảm ơn anh chị. Cái gì đây, không hợp giọng mà hát như gì cơ. Có lẽ là mình thích mình hát thôi các chị ơi ha. Em tin anh chị bởi vì chắc là chỉ có một số anh chị là bảo là không hợp thôi, còn anh chị rất là yêu mến em qua những cái dòng dân ca này, cho nên là có không hợp hay như thế nào thì em vẫn hát cho anh chị nghe đúng không ạ? Bởi vì là mình hát về dân ca xứ Nghệ anh chị, mình không phải là người xứ Nghệ thì chắc chắn là không mình không hợp giọng mà hát như thế là hay lắm rồi. Thế thì hiểu nhầm anh à? Bởi vì hôm trước là có một anh chị á là comment vào page của em là không biết nói tiếng Nghệ thì đừng có mà hát. Trời ơi thật sự em đọc em buồn ghê anh chị ạ, bởi vì là mình yêu ca khúc xứ Nghệ thì mình mới hát đúng không ạ, và mình không phải là người con xứ Nghệ nhưng mình vẫn hát bằng cả cái tâm của mình, nên là đọc được comment như thế thì cũng hơi buồn một chút, nhưng mà không xa cả bởi vì đấy chỉ là một số nhỏ thôi anh chị ạ, còn tất cả anh chị đều yêu mến và có những cái lời động viên cho em, nên là em cũng rất là vui anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Mic lại bị lệ rè. Bị rè à anh chị? Hay là giọng em nó rè đó anh chị ạ? Bởi vì là bây giờ nó cũng cuối live rồi anh chị, nó khàn đi ấy. Đúng rồi. Do anh chị nghe chắc là nó cũng hơi bị rè rè một tí ấy, giọng anh ạ. Được rồi đấy. Đó, vừa nãy là hơi trục trặc tí cho nên là beat hay mà beat của Thu Hiền ạ. Bởi vì là trên mạng nhiều beat lắm anh chị ơi, nhưng mà em phải chọn beat nào sạch nhất, hay nhất để hát cho anh chị nghe. Bởi vì beat của ca sĩ hay nhưng mà bị từ lâu rồi anh chị, sẽ hát nó bị xấu nhạc á, nên là mình hát nó không được hay. Các chị ơi, tăng cân một đài bên em là 350 một hộp, mua 2 hộp là giá còn 600 thôi nha. Cách thức mua hàng bên em rất là đơn giản thôi. Các anh chị chỉ cần để lại số điện thoại, và các anh chị nếu mà có thêm thời gian thì các anh chị nhắn thêm với cái sản phẩm các anh chị muốn mua, ví dụ như mọc đà kèm theo số điện thoại, collagen kèm theo số điện thoại là được nha. Bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện tư vấn cho các anh chị kỹ càng hơn trước khi giao hàng cho các anh chị. Sao Băng mặc ảo màu trắng hợp lắm, xin dạ cảm ơn chị gái Tôn Thủy nha. Thả tim cho anh chị. Thế là phải tốn thêm mớ tiền mua đồ trắng rồi đấy. Cảm ơn chị cô Nhân Đỗ này. Cảm ơn anh Minh Kiên, anh Thành Đồng. Giọng giống hay không quan trọng, tại vì quan trọng mình hát, mình truyền tải đúng được rồi. Cái thông điệp bài hát tới cho không. Người nghe. Em thì em không và biết chạm như thế được trái tim người ta nữa. Em chỉ biết là em hát bằng cái tâm của em thôi, còn không biết là có truyền cảm hay không, nhưng mà mình cứ hát bằng cái tâm của mình và hết sức của mình là mình vui rồi đúng không ạ? Còn cảm nhận thì là do mỗi người thôi đúng không ạ? Chắc vậy anh Trần Ngọc Hoa ha. Đó. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã động viên ạ. Nhà hơi nhỏ ạ, bởi vì trên YouTube đó anh chị. Đúng rồi. Nhà hơi nhỏ đấy. Em còn... kéo hết cỡ lên đó. Còn nếu mà trong đây mà đẩy nhiều quá thì nó sẽ bị vỡ. Vâng, đúng rồi ạ. Cho nên là cũng không dám kéo nhiều. Lúc anh chị cũng bảo nhạc nhỏ nhưng mà chúng em không dám kéo to đâu, bởi vì khi mình kéo to quá thì lại bị vỡ rè. Đi anh chị ơi. Đấy, nên là cài mặc định rồi anh chị ạ. Cảm ơn chị. Ok. Tiếp theo bài lỡ hẹn. Lỡ hẹn hôm qua. Thôi để mai đi anh chị nhá.
bây giờ mà hát lỡ hẹn nữa là mai em lỡ hẹn với anh chị luôn đấy, không thấy em đâu nữa đâu. Cảm ơn Nguyễn Cương Vy nhé. Hát bài ngã xuống nhé. Dạ. Bài gì? Bài giả bạn. À. Ồ, anh này anh ấy đã comment từ hôm qua luôn á. Ồ, vậy là về tập bài đó đi, mai hát đi. Em thì em biết bài đấy rồi nhưng mà chưa thử beat ý ạ. Nên là vậy mai thử đi. Để mai nha anh nhá. Mai em sẽ trả anh bài đấy. Rất là xin lỗi anh bởi vì hôm qua anh comment rồi mà chưa hát được. Hôm nay anh lại comment em mới nhớ ra, thôi để mai nhá anh nhá. Rất là thông cảm cho em đi. Cảm ơn anh Minh Anh ạ. À, chị Minh Anh nhầm. Để vâng anh. Băng mà lại có chồng chứ nhỉ. Anh nghĩ sao? Có người yêu ạ. Làm sao có chồng mà ngồi hát hoài cho cái chị nghe. Lo mà nấu cơm nấu nước rồi. Con cái rồi cái kiểu bài gọi đò, kiểu gọi đò cũng hay lắm. Gọi đò ơi. Hay thử hát gọi đò xem. Xem có con đò nào thương không. Nên là sợ các chị bỏ chạy luôn á chứ. Thật sự bài này là chưa có trong cái sự chuẩn bị của hai chị em. Nhưng mà em nhìn thấy cái bài gọi đò là anh chị comment lâu lâu rồi đấy. Nhưng mà chưa hát. Thôi em mày thử hát đi. Thử liều lần xem. Ăn sổi lần nữa. Ăn sổi hả? Anh chị nghe là nếu mà không hay thì anh chị thông cảm. Bởi vì đây là lần đầu tiên hát. Hai chị em hát thử nha anh chị nhá. Tôi thấy hát hết bài này nha anh chị. Không có ai đưa đò để con đò buồn hiu quanh bến quê, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều, em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, bao năm xa quê hương nay lại về, sắc son câu thề mà người xưa bỏ bên theo chồng. Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều, cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe hoan hỉ. Trong tim yêu thương duyên tình đâu thiết tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu. Thôi không hay đi. Nhạc này không hay anh chị ạ, nó phải có cái beat của Dương Ngọc Thái cơ. Nhưng mà không có. Thôi tao hát cái bài tớ chị hát cái bài bài gì đây. Thôi hát bù cho anh chị bài khác, em bài đấy lỗi quá không hát nữa, bù đơn dành cho ai. Ok. Tối nào cũng nghe tụi em hát. Trời, bài Bất Quá Nhân Gian hên ghê, hát được anh chị thích. Những ca khúc nào mà hát mà anh chị yêu cầu lại là mình đã hát thành công rồi đấy. Đúng không ạ? Đấy, nên là mình phải vui đúng không anh chị? Hát bài gì? Người đi xây hồ kẻ gỗ. Bài đó cũng khó ấy nha. Thần tượng collagen ơi. Đấy. Uống collagen là đúng rồi, uống collagen là cho làn da chúng ta đẹp nè. Cảm ơn chị Na Sinh này. Các anh chị mua hàng nhớ để lại số điện thoại giúp em nhé. Chờ em hát Lý Duyên Tình đi em, bài đó bài gì thế? Sao băng hợp với dòng nhạc này lắm con. Dạ con cảm ơn cô. Trai chú Tường Minh ta. Ây dạ, cái con chợ làng này. Chợ làng với chợ quê. Hôm nay đẹp gái hả? Trời ơi, xong rồi khen nhiều thế, nợ mũi này này. Người ta nợ mũi rồi đây này. Mai là mũi cứ phồng lên chị ạ.
Ok, các anh chị mua hàng nhớ để lại số điện thoại giúp em nha. Collagen sủi bên em là giá 1.1.000, các anh chị mua 2 được tặng bộ ấm trà. Mua 3 tụi em tặng thêm cho các anh chị một hộp nữa. Còn nếu mà một hộp collagen DC này thì có giá là 790, các anh chị mua 2 cũng sẽ được tặng ấm trà. Mua 3 tụi em tặng thêm cho các anh chị một và hai dòng này luôn, các anh chị đều mua được tặng quà giống nhau nha. Mua 6 tặng 2 và kèm theo một cái hộp ấm trà nè. Én nhỏ và Hoàng Thị Hải Yến ha. Em mới vừa tư vấn cho chị có nghe rõ chưa ạ? Còn ai mà chưa nghe rõ tụi em tư vấn thì các anh chị cứ để lại comment nha. Em nhìn thấy em trả lời các anh chị luôn nè. Collagen sủi là 1.1.000 một hộp, của collagen DC này, DC Plus này là 790.000 này chị nhá. Nếu mà các chị collagen V này các chị không biết là uống bao nhiêu viên cho đủ, thì nếu mà các chị trước giờ chưa từng sử dụng qua collagen thì các chị uống 2 viên giúp em và chúng ta uống được trong vòng 3 tháng ha. Vào 3 cái bước qua tháng thứ 4 thì các chị uống mỗi ngày 1 viên là được rồi. Còn nếu mà các chị uống collagen sủi và chuyển qua collagen viên thì uống mỗi ngày 1 viên thôi ha. Sao bằng cái tên giống chị Tri Chi Phương Trinh là ai ta? Ôi, cô đôi Thượng Hàn ạ. Cô đôi Thượng Hàn bà này bà bảo ngồi cạnh bà nổi hết ta gà này anh chị ạ. Lâu lâu cô đôi Thượng Hàn để hôm nào em hát nó giữa live có sức anh chị ạ. Bây giờ mà hát là mệt anh chị ơi. Sao vậy Thu Thượng, sao lại bb Thu? Cũng bọn em cũng nói chuyện với anh chị vài phút nữa là chúng em cũng xin phép anh chị chúng em xuống live thôi. Đúng rồi. Bất quá nhân gian thì ngày mai em hát cho các chị nghe ha. Ngày mai đi anh chị. Và bây giờ thì cũng tới giờ dành cho các chị nghỉ ngơi được. Hai cái con này nó hát hoài làm ta không ngủ được. Tắt mấy ngay cô, đi để mấy cho anh mấy chị mấy cô mấy chú hay nói vậy đó. Cho nên là em biết em có thần thông gì. Cái gì mà cơn giác quan thứ 6 à? Em biết hết. Mình đoán được suy nghĩ của anh chị đúng không? Giờ là anh chị cũng bảo buồn ngủ quá rồi nhưng mà thôi cố xem nốt mấy phút nữa để cho hai đứa nó xuống là mình cũng tắt like. Đúng rồi. Đúng không ạ? Ở Ngang Nguyên tư vấn mọc tóc hả? Mọc tóc bên em là nó nếu mà các chị có tóc rồi các chị bị rụng vì lý do như thế này. Hậu sản nè, hậu Covid, hậu vaccine kiểu như là chúng ta bị tình trạng gãy rụng tóc nhiều á, tóc không được khỏe thì mình xịt tóc là ok. Nếu mà chúng ta bị hói mà hói bẩm sinh á, hói bóng mà không có chân tóc thì xịt nó không có tác dụng đâu nha. Một chai là 680, các chị mua 3 chai tụi em tặng cho các chị một chai nữa nha. Collagen viên là giá 790. Collagen sủi là giá 1.1.000. Collagen nào trị nám? Dạ, bên em không có dòng collagen nào điều trị hết. Nó chỉ có thành phần hỗ trợ thôi chứ không phải là trực tiếp điều trị tới nha. Nếu mà trực tiếp điều trị là ví dụ lệ là nám nè. Vâng vô. Còn nó hỗ trợ là giống như là nó sẽ hỗ trợ cho cái chiến dần binh dần á, cho cái chiến binh mà khác. Đó nên là nó là hỗ trợ. Collagen này thì cái hỗ trợ nám nè. 790 nha. Hạ còn vương nắng. Lệ nói đúng à? Em nói gì vậy? Bởi vì là con lắm lúc con xem live stream á, nhiều lúc không muốn thoát ra ấy. Bà thôi cố xem đi. Vài Dùng phút tính. Nữa để cho họ xuống live là mình tắt là đỡ tiếc. Ok, bây giờ thì thôi. Tới giờ hai chị em nói lời tạm biệt với các chị ha. Chúc các cô chú, các anh chị và các em ngủ ngon, mơ đẹp. Mơ thấy tiệm hát luôn càng tốt ha. Bye bye. Chúc toàn thể cô chú anh chị một tháng mới đầy may mắn nha anh chị nhá. Chúc anh chị ngủ ngon.